Bạn tên là gì? 你叫什么名字? Mình tên Trương Hồng. 我叫张红。 我叫张红。 Hay nghe từ nghiên cứu sinh. 研究生。 研究生。 研。 研. 究. 究. 生. 生. 研究生. 研究生. Trung Hoa. Trung Hoa. Trung Hoa. Trung. Trung. Hóa. Hóa. Trung Hóa. Trung Hóa. Đại học Trung Hoa. Trung Hóa Đại học. Trung Hóa Đại học. Đại học Đông Phương. Đông Phương Đại học. Đại học Ngoại ngữ. Ngoại ngữ Đại học. Học viện Ngôn ngữ. Ngữ nhân Học viện. Học viện Quan hệ Quốc tế. Quốc tế Quan hệ Học viện. Quốc tế Quan hệ Học viện. Hay nói nghiên cứu sinh của Đại học Trung Hoa. Trung Hoa Đại học Đại nghiên cứu. Trung Hoa Đại học Đại nghiên cứu. Nghiên cứu sinh của đại học của bọn mình. 我们大学的研究生 我们大学的研究生 Hay nghe Khoa Trung Văn Trung Văn Xì Trước tiên là từ Trung Văn Trung Văn Trung Văn Trung Trung Vấn Vấn Trung vấn Trung vấn. Trong nhiều trường hợp từ này cũng có nghĩa là tiếng Trung. Trung vấn thường được dùng nhiều trong văn viết. Hải ủy thường được dùng nhiều trong văn nói. Tương tự, tiếng Anh, yên ủy có thể nói thành yên vấn. Hay nói Trung Văn. Trung Văn. Trung Văn. Tôi học tiếng Trung, nói hai cách. 我学汉语. 我学汉语. 我学中文. 我学中文. Hay nghe từ khoa, xì, âm Hán Việt là hệ, từ này chính là từ xì trong quan xì. Trong trường hợp này, từ này đọc thành thanh 4. Xì, xì. Khoa Trung Văn, nguyên văn là Trung Văn hệ. Trung Văn xì. Trung Văn xì. Khoa Hán ngữ. Hán ngữ xì. Hán ngữ xì. Khoa Đông Phương. Đông Phương xì.
东方系